每突然撞破那套牢被我解锁，逆转的绵长躯壳如破魔，像尽头又越犯中错。迷惑一迷迷会逐条道破，逆袭开始了，没法可以停住我。没分左思想飞出天际的一个，为了想清楚，寻真相再破。迷惑过，会逐条道破，逆袭开始了，没法可以停住我。困阻思想飞出天际再激堕，为了想清楚，寻一个结果。ông ta khiến dung nhan của tôi hủy hoại, tôi cũng có thể thuyết phục bản thân phải tha thứ. Nhưng bây giờ ông ta giết người, làm hại người đó. Chúng ta điều tra được ông ta có mối quan hệ mật thiết với Bảo Giang. Bây giờ ông ta đã bị mưu sát. Phải tìm lính đến thuê để giết người diệt khẩu. Cứu tôi với! Ba! Ba anh đã nhắn những gì cho anh vậy? Ba tôi nói cảnh sát đã nhắm vào mấy, nhưng mà mấy không muốn già rồi phải vào tù, nên đã tự sát. Bây giờ cả thế giới cho rằng ông ta tự sát vì thấy tội lỗi. Anh nghĩ ông ta vẫn không biết lý do tại sao ông ta chết. Anh nghĩ bọn cảnh sát vừa rồi có tin lời chúng ta nói không? Hồi nãy lúc vừa mới nói, nước mắt của em cứ chực chờ chảy xuống. Sau đó nói tới đoạn Bảo Giang giọng Hải cãi nhau trong điện thoại. Biểu cảm của em đặc sắc xém chút nữa anh cũng tin là thật. Huống hồ chi là bọn cảnh sát. Khoa trương. Đưa tôi đi đâu? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Cứu tôi! Các người làm gì vậy? Các người làm cái gì vậy? Các người làm gì vậy? Cứu tôi với! Làm gì vậy? Lão già đó luôn muốn đuổi anh đi. Bây giờ có kết cục như vậy,
còn giúp chúng ta gánh hết mọi tội danh. Con trai ông ta cũng tin đó là thật. Bọn cảnh sát tưởng rằng đã phá án, đóng hồ sơ. Vậy chúng ta không còn gì phải lo lắng nữa. Đợi tháng sau anh với em bay đi gặp bác sĩ Philip. Lúc đó em sẽ trở lại hoàn hảo như xưa. Cạn ly. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày này. Sau khi đi giếng xếp trương, không cần phải cúi đầu ủ rũ nữa. Theo như tôi nói là do chú đã hiển linh phù hộ chúng ta phá được án. Cũng có thể cho là vậy. Rõ ràng vụ của Bảo Giang đã mất hết manh mối, nhưng mà ý trời đã cho chúng ta tìm được cái xác. Còn phát hiện viên đạn đó giống với viên đạn của vụ sát hổ, đều được sản xuất từ xưởng binh lính Đông Âu. Tinh quỷ Đông Hải này như muốn trả thù cho Bảo Quang, thuê cả lính đánh thuê giết đội phi hữu. Ai biết sau này lại trở mặt với lại Bảo Giang, tuyển cùng một nhóm lính đánh thuê cũ, quay lại giết anh em của chính mình. Đúng là nực cười mà. Anh em à, dạng này chỉ là lợi dụng nhau, lợi ích đi trước. Ngụy Đông Hải không dám đối mặt với việc thân bại danh liệt, nên đã tự sát chuộc tội, cũng xem như gieo gió gặt bão rồi. Không hiểu tại sao tôi vẫn cảm thấy Ngụy Đông Hải không phải chủ mưu vụ sát hổ trong suy nghĩ của tôi. Sao hả? Nữ Sherlock Holmes, xem ra anh nên giới thiệu Ara cho ba của anh biết. Thì đúng vậy mà, rõ ràng tên chủ mưu phải là một cao thủ máy tính. Nhưng Ngụy Đông Hải nhiều nhất cũng chỉ biết chuyển khoản trực tuyến. Tuy ông ta không phải là cao thủ máy tính, nhưng mà ông ta giàu có như vậy có thể trả tiền thuê người. Lính đánh thuê mà còn thuê được, huống chi là một hacker. Vậy cũng phải. Nói về điều tra, các anh mới là chuyên gia. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Cô định thế nào? Đi Nepal thật à? Cô phải dự tiệc đám cưới của tôi với Win rồi mới đi đó. Dĩ nhiên rồi. Tôi cho anh leo cây được chứ không cho Win leo cây đâu. Còn nữa, tôi mượn con chip siêu cấp của bạn tôi gắn vào máy tính của anh. Bữa nào tôi phải lên nhà anh lấy ra để trả cho bạn tôi. Lúc nào cũng được mà. Có một việc cũng quan trọng lắm. Gì vậy? Phá được vụ sát hổ rồi, lại sắp tới Trùng Dương nữa. Có phải chúng ta nên nói với sếp Trương một tiếng hay không? Hậu Viên. Chào chú, con và sếp Sâm đến thăm chú nè. Ngồi sát như vậy, muốn mánh lẻo với sếp Trương hay sao? Muốn kể xấu gì đây hả? Nè chú, vốn dĩ con đang muốn nói với chú, sếp Sâm vì muốn giúp chú điều tra, tìm ra hung thủ, tốn công lại tốn sức các thứ. Nhưng mà nếu như anh muốn tôi mách lẻo, vậy thì tôi nói thôi. Sếp Sâm chuẩn bị kết hôn rồi, nhưng mà không chịu làm gì hết, chỉ bắt cô vợ làm. Con nghĩ là chú nên đích thân hiện thân tìm anh ấy, dạy anh ấy cách yêu thương vợ. Nếu như sếp Trương tới tìm tôi thật, tôi vui mừng còn không kịp nữa kìa. Sếp Trương, hôm nay Quinn có nhiệm vụ cần phải làm nên không thể tới được. Nhưng mà bó hoa này do chính tay cô ấy chọn giùm tôi. Giờ cuối năm nay tôi với Quinn sẽ về chung một nhà rồi. Đến lúc đó nếu như tới thăm anh, tôi sẽ đi cùng với vợ tôi đến thăm anh. Chú à, chú nghe rồi đó. Quinn thật sự rất tốt với sếp Sâm, nhưng mà vậy sẽ khiến người ta lười biếng đó. Chỉ biết khoanh tay chờ người ta phục vụ. Mãi mà cô dự tiệc xong sẽ bay đi Nepal. Nếu không thì còn tha hồ nói xấu sau lưng tôi nữa. Xe tôi đậu bên kia kìa. À, tôi đi Cẩm Điền đó, bộ anh tiện đường hả? Tiện đường tôi đi Nguyên Lãng, nhưng tôi phải ghé qua thêm một chỗ, viếng thêm một người bạn. Đồng đội của anh à? Chúng tôi xém chút nữa để trở thành đồng đội thật sự. Là đồng đội, nhưng không phải đồng đội thật sự. Nội gián. Cô quả nhiên thông minh. Hai người thân lắm hả? Không hẳn. Tôi với anh ta mặt đối mặt, ngồi xuống nói chuyện cũng chỉ được duy nhất một lần. Anh ấy đã hy sinh chính mình, giúp cảnh sát triệt phá một băng đảng sau Hòa Điên. Anh ấy không có người nhà sao? Có vẻ không ai đến viếng thăm anh ấy vậy. Anh không có người thân. Điều tệ nhất, mọi nỗ lực của anh ấy không phải ai ai cũng biết. Thì ra anh ấy cũng giống như tôi. Không biết sau này khi tôi qua đời có giống như anh ấy không? Có ai nhớ đến tôi không? Nhất định sẽ không. Trừ phi tôi chết trước cô. Nếu không thì tôi nhất định sẽ trông chừng cô. Vậy hai người cứ tự nhiên, tôi vào nhà vệ sinh. Lần sau em lại đến giếng anh,
Không phải cô đi nhà vệ sinh sao? Tôi bị anh dọa chết rồi. Tôi còn tưởng cô Ngụy quay trở lại. Cô Ngụy? Cô ta tới đây sao? Phải. Lúc nãy cô giếng hai người này. Tôi điều tra Ngụy Phong lâu như vậy cũng chưa tìm thấy tên hai người này. Cô ta còn khóc lóc sướt mướt, không biết là họ có quan hệ gì. Sắp đến Tết Trùng Dương rồi, nhiều họ hàng người thân đến giếng cũng không có gì lạ đâu. Có phải cô đi Cẩm Điền không? Đi được rồi. Xin lỗi em, anh đến trễ một chút. Em chờ anh một chút nữa nha. Anh chưa về được đúng không? Không sao đâu, anh cứ làm xong việc trước đi. Em tự đi vào một vòng. Anh đi được thì gọi cho em nha. Lần trước bị em theo dõi ngược, lần này cũng không nên bắt được em hay sao? Theo dõi là thứ em chuyên nghiệp nhất, anh muốn phá danh tiếng của em hả? Phá danh tiếng thì phá danh tiếng thôi, để giúp em tính đường lui luôn rồi. Anh sẽ tạo ra một cú hứa chuyên nghiệp. Anh có thấy đói chưa? Nếu anh chưa đói á, thì em muốn em với anh ghé mua vài cái áo trước, siêu giảm giá, em sợ hết kích cỡ. À, em quả nhiên là một cô vợ chuyên nghiệp đó. Nhưng mà anh cũng không tồi, vì lý do thời gian, anh đang ra tay mua được chiến lợi phẩm của anh rồi. Là cái gì vậy? Là cái gì hả? Chân váy này, tại sao vậy? Có phải em nên hôn anh một miếng hay không hả? Trời ơi, sao anh biết là em thích chân váy này? Em thích nó lâu lắm rồi đó. Tất nhiên là biết rồi, mỗi lần đi tới khu vực này em đều ngắm nghía chân váy này, nhưng mà lại giữ khoảng cách với nó, giống như sợ nếp em mua chị. Đương nhiên rồi, hơn 5.000 đô lận. Nè, anh... Yên tâm đi, anh thấy được giảm 75% anh mới mua mà. Có tiến bộ có đúng không? Hả? Trước đây anh lo điều tra vụ án sát hổ mà không để ý tới em. Ngay cả việc kết hôn trọng đại như vậy cũng để em phải lo liệu một mình. Bây giờ thì phá án rồi, vậy có phải anh nên là một người bạn trai rất tốt, một người chồng tương lai tốt hay không? Còn nói mình là bạn trai tốt nữa, em mặc cỡ gì cũng nhớ lầm. Em mặc size S mà sao mua XS hả? Em mặc size S hay sao? Không phải XS hả? Ừ. Chết rồi, hàng giảm giá đâu có đổi được đâu. Mặc size S thật hả? Ừ. Vậy chẳng phải mập rồi sao? Để anh giúp em đo lại mới. Ê, được. Ngoài đường đó, đừng có làm vậy khó coi lắm, em chọc anh thôi mà. To gan quá ha, dám chọc anh nữa. Ngon, mua này ngon, ngon lắm nè. Ừ. Chà, xem ra phải chạy bộ 2 tiếng mới tiêu hao được hết. Quan trọng là mọi người được ăn vui vẻ và thấy hài lòng. Có phải ngon hơn căng tin không vậy? Dĩ nhiên rồi. Mỗi lần tôi hẹn xuống ăn căng tin á, người nào người nấy đủ thứ lý do, không phải vì tình nghĩa vợ á, thì là hẹn hò với người yêu xa thần đó. Dân còn nói dốc, nhiều họ hàng mới ăn sinh nhật lắm. Không phải, chúng tôi sợ sếp Mạc tốn tiền thôi mà. Vậy sao? Đúng. Vậy thì bữa cơm lần này chia đều đi ha. Hả? Hả? À. Sếp Mạc đùa với mọi người thôi. Nào, mình cùng ly với sếp Mạc đi. Nào. Cảm ơn sếp Mạc. Chuẩn bị ô cứng cho cô rồi đó. Tôi nhất định không phụ lòng bộ máy siêu đẳng của anh. Nè uống đi, uống đi, uống đi, uống thay cho Quyên nha. Nè Sâm, cậu muốn uống thay cho Quyên á, để dành cho đám cưới hai người đi. Bây giờ uống. Tôi không uống đâu. Sáng mai tôi phải đưa má tôi đi khám chuyên khoa, cho nên bây giờ tôi phải về thật rồi. Đi 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 đi. Em chỉ cẩn thận đó. Về tới nhà nhớ gọi điện cho anh. Sao rồi? Rồi uống tiếp chai đi được không? Uống tiếp đi. Thank you.
Lúc ban đầu á, tôi sợ hai đội không hòa hợp với nhau. Bây giờ không ngờ Sam với Nick thành anh em tốt rồi, cùng tiếng nói. À, vợ yêu à, em về đây sao không nói cho anh biết? Hôm nay anh uống nhiều bia quá, anh thấy vui lắm. Vui lắm. Xếp sập. Alo. Anh ơi. Chuyện gì vậy? Tối qua có phải cô lên nhà tôi tháo máy tính hay không? Phải. Tôi đã tháo hết máy đi rồi. Sau này tôi sẽ không lên đó nữa. Bây giờ cô ở đâu? Để tôi đi tìm cô. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Không cần đâu, tôi không được rảnh. Bây giờ cô rảnh, tôi sẽ chờ. Hành khách đáp chuyến bay CK800 đi Singapore chú ý, chuyến bay sắp cất cánh. Đang ở sân bay rồi. Mời quý hành khách nhanh chóng đến cửa số 5 để lên máy bay. Phải. Trước đó tôi có nói, tôi đi Nepal để mở lớp thiền với người bạn. Bây giờ tôi sẽ tới đó nghỉ, có những chuyện tôi phải đích thân nói với cô. Nếu không cả đời này tôi sẽ không được thanh thản. Anh không cần nói gì với tôi hết. Cho dù có, anh giúp tôi nói với Quyên một tiếng xin lỗi. Tiệc cưới của hai người tôi không dự được. Tôi xin lỗi. Trước đó tôi còn rất nhiều ngày nghỉ. Hay là gì đi, cô cho tôi địa chỉ ở Nepal đi, tôi bay qua đó tìm cô. Tôi phải lên máy bay rồi. Tôi thật lòng thật tâm hy vọng anh và Quyên có thể săn long đầu bạc trọn đời bên nhau. Tạm biệt. Anh ơi. Thưa cô, tôi có thể giúp gì được cho cô? Tôi muốn hỏi, chuyến bay sớm nhất là bay đi đâu vậy? Bay đi Bangkok, một tiếng sau sẽ cất cánh. Vậy làm phiền cô, tôi muốn đổi vé máy bay. Được, tôi giúp cô sắp xếp ngay. Hay
đây nè. Lúc trước kêu cô tới Bangkok thăm tôi, cô cứ hẹn tới hẹn lui, còn nói đi Nepal tập ngồi thiền. Bây giờ thay đổi ý định nói tới là tới. Xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Gì chứ? Tôi nhớ cô nên tới thăm cô không được hả? Cô tưởng tôi là con nít ở cô nhi viện hả? Sao nói ở lại Hồng Kông điều tra? Xong hết rồi nên mới nghỉ xả hơi nè. Cô cười gì vậy? Từ nhỏ tới lớn cô luôn nghĩ tới gì thì sẽ làm, đâu có giải thích nhiều như vậy. Bây giờ cô càng giải thích tức là càng muốn che giấu. Nói, có phải liên quan đến sếp Sâm không? Lại để tôi đoán trúng. Biết ngay mà, vừa giúp người ta dọn nhà, vừa giúp người ta ký nhận đồ đạc, tự nhiên lại xông xáo, rõ ràng thích người ta. Có phải bị người ta từ chối không? Không sai, tôi thích anh ấy thật. Nhưng tôi luôn biết anh ấy có người vợ sắp cưới, họ chuẩn bị kết hôn rồi. Người ấy kết hôn rồi, cô dâu không phải là cô, nên mới rời khỏi đất nước Hồng Kông đau thương này. Nếu thật sự đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tối hôm qua tôi với anh ấy đều uống say. Sau đó anh ấy uống say, tưởng tôi là vợ của anh ấy, ôm lấy tôi. Sau đó đã xảy ra chuyện. Còn tưởng là chuyện gì nữa, hết cả hộp. Tôi chưa từng nghĩ sẽ khiến cho sự việc phức tạp như vậy. Tôi không biết phải đối mặt với họ thế nào. Anh ấy biết tôi phải đi Nepal. Thật sự tôi không muốn gây thêm phiền phức cho họ mới đổi vé máy bay đi tới Thái Lan. Sao phải căng thẳng chứ, đâu phải là chuyện to tát gì. Tôi... Căng thẳng gì? Đừng nói làm thật nha. Nè, cô nói tôi biết đi. Cô thích anh ta thật hả? Tôi hiểu rồi. Cô không muốn phá hoại chuyện đại sự của người ta chứ gì. Còn vợ sắp cưới của anh ta biết không? Không biết. Không biết tức là không sao rồi. Cô đã tới Thái Lan, để người bản địa này dẫn cô đi dạo phố ha. Mời. Để tôi giới thiệu với cô, đây là bạn trai tôi Joe, là nhân loại học, thanh niên học giả, giỏi lịch sử văn hóa lắm. Xin chào, cô khỏe không? Chào mừng cô đến nhà của chúng tôi. Tôi khỏe. Tiếng Trung, tiếng Thái, tiếng Tây Ban Nha đều biết. Hai người quen ở đâu hả? Ở Argentina, gặp anh ấy lúc du lịch một mình. Chúng tôi gặp tiếng Séc ái tình. Được rồi, người cô đơn như tôi biết thân phận rồi. Vậy hai người từ Nam Mỹ tới Thái Lan, chưa gì đã tuần trăng mật rồi hả? Không phải, anh ấy nói muốn tới Thái Lan khảo sát thực tế, nghiên cứu dân tộc thiểu số, nên tôi theo anh ấy tới đây. Thật ra tôi muốn viết một cuốn sách liên quan tới dân tộc thiểu số Thái Lan. Cô có hứng thú đi chung để thu thập dữ liệu không? Mấy chuyện này tôi thích đó. Nhưng Thái Lan có rất nhiều dân tộc thiểu số khác nhau, tập tục lễ nghĩa đều không giống nhau. Cô muốn tìm hiểu chỗ nào? Aro, vật này biểu tượng cho cái gì vậy? Đây là vật tổ của mạnh tộc ở Bắc Bích Phủ đó. Vậy thì bắt đầu từ chỗ này đi. Ngày mai dẫn chúng tôi đi được không? Được chứ. Sếp Sâm, bên MB đang hối hồ sơ của Tân Hòa, bây giờ đem qua đó đúng không? Sếp Sâm. Sếp Sâm. Nghe thấy rồi, anh giúp tôi giải quyết đi. Anh bị sao vậy? Không sao, tối hôm qua không đủ giấc cho nên thấy đau đầu thôi, không sao. Nghỉ ngơi đi. Được rồi, được rồi. Vậy tôi đem qua đó nha. Nè, giúp tôi đóng cửa luôn đi. Em đã tan ca rồi. Hôm đó nghe anh nói anh muốn ăn lẩu. Siêu thị dưới lầu đang khuyến mãi mà. Em mua nhiều thức ăn lắm. Chút nữa anh đừng ăn xé nha, phải chừa bụng đó.
cha, thế giới đảo lộn hả sếp Sâm? Bình thường không đủ một tiếng cũng chưa trả lời tin nhắn nữa. Hôm nay chưa tới một phút đã đích thân gọi điện rồi. Thì bình thường anh bận mà. Anh biết anh đã lơ là em, anh xin lỗi. Không cần xin lỗi mà. Trước đó đó anh mua tặng em chân váy mắc tiền. Cho dù anh làm sai chuyện gì thì em cũng sẽ tha thứ cho anh. Phải không đó? Em nói đó nha. Hay là tối nay mình ra ngoài ăn cơm đi có được không? Hả? Nhưng mà em mua nhiều đồ ăn lắm. Với lại ra ngoài ăn lại tốn thêm tiền. Ê, mấy cái đó để lại ăn sao cũng được mà. Anh không muốn em phải vất vả như vậy. Nè, giọng yêu thương vợ là điều hiển nhiên mà. Hay là vậy đi, hay là đi ăn quán mà em luôn muốn đi có được không? Ừ, được thôi. Đúng là chỗ này rồi. Chà, quán ăn chỉ có mấy chỗ, lại có nhiều người xếp hàng. Anh ấy thì không thích xếp hàng, hay là mình đi chỗ khác ăn đi. Không được, nhiều người xếp hàng mới tốt đó. Chứng tỏ quán Nhật này đồ ăn không tệ lắm. Em nhắc tới nhiều lần rồi mà anh chưa đi ăn cùng với em. Đừng có đổi nữa, nè, đi xếp hàng đi. Bình thường nhìn thấy xếp hàng là dắt dò lên cổ chạy. Hôm nay lại chịu xếp hàng chung với em. Hồi nãy trả lời tin nhắn của em nhanh như vậy. Dựa vào trực giác làm CIB của em, khi một người đột nhiên làm ra nhiều chuyện khác thường như vậy á, nhất định là có lý do. Nói, có phải tối hôm qua uống say lỡ làm bậy chột dạ hả? Cái gì mà chột dạ chứ? Hồi nãy em nói mà. Em nói anh tặng chân váy mất tiền cho em, anh làm gì sai cũng tha thứ cho anh mà, có đúng không? Anh đừng cố giấu giếm em nữa. Hồi nãy em về nhà cất đồ ăn đó, em đã phát hiện ra rồi. Anh không cần gạt em nữa. Chọc anh thôi. Hồi nãy em về nhà cất đồ sẵn tiện dọn dẹp, nhìn thấy khung ảnh trên tủ bị rớt xuống đất bể rồi. Chắc chắn tối hôm qua có người đã say xỉn làm rớt, sau đó là đi làm sớm không dọn kịp, sợ em chửi nên tối nay mới muốn bù đắp lại nè. Khung hình bị bể rồi hả? Hơ, anh xỉn dữ thiệt nha, làm bể khung hình cũng không biết. Hơ, em quả nhiên là CIB hơ. Vậy cũng không thoát được mắt thần của em. Lợi hại. Em còn biết tối hôm qua Anna lên nhà mình nữa. Em thấy bộ máy ở phòng sách đã tháo dời rồi. Phải, cô ấy lên nhà đi tháo máy tính đó mà. Anh không gặp cổ hả? Tối hôm qua hình như không có. Anh về khuya như vậy chắc cổ về rồi. Ờ, để em hẹn cổ sau. Hẹn cô ấy làm gì? Anh còn chưa tỉnh nữa hả? Chúng ta phải gửi thiệp cho cổ mà. Trời, đúng là không trông cậy vô anh được, để lát em nhắn tin. Không cần đâu, cô ấy đi rồi. Cô đi Nepal rồi. Hả? Cô ấy nói là mở lớp thiền gì đó với bạn của cổ. Cô nói là không giữ tiệc cưới của mình được rồi. Sao nói giữ tiệc cưới của mình xong rồi mới đi? Ê, em biết cô ấy rồi đó. Lúc nào cũng có vẻ kỳ bí mà. Nói tới là tới, nói đi là đi. Cổ nói với anh là không đi đã là nể mặt lắm rồi. Nè, xem ăn gì trước đi, anh đói quá rồi. Anh cũng gặp ở đây hả? Xin lỗi nha, thân là một vị luật sư, chất lượng câu hỏi không nên thấp như vậy. Thì tôi thân là cảnh sát cũng không nên hỏi câu vô nghĩa như vậy. Tôi mới đăng ký làm hội viên thôi, anh tập thường hả? Sao trùng hợp quá vậy? Tôi cũng mới vừa đăng ký. Có lẽ chúng ta cũng vừa mới bắt đầu tập thôi. Người mới tập tức là những người rảnh rỗi rồi. Và những người rảnh rỗi đa phần đều đang độc thân không có hẹn hò. Ngày xưa hẹn hò với anh thì ngày nào cũng ăn săn. Bây giờ chia tay rồi thì bắt tôi ăn burger với anh, hiện thực quá đi. Burger của quán ăn hẻo lánh này, mùi vị tuyệt đối không tệ hơn nhà hàng sang đâu. Cô thử ăn một miếng rồi nói. Không biết có phải tập xong thấy đói không? Bánh burger này là món ngon nhất từ trước tới giờ mình từng ăn. Ngày xưa hẹn hò với cô, muốn tạo ấn tượng tốt với cô nên cố tình chọn một số nhà hàng, địa điểm đẹp, giá tiền mắc, được nhiều người khen và được cho là 5 sao. Lại còn tìm kiếm trên mạng. Tôi muốn cho cô biết tôi xem trọng cô như thế nào. Dùng tiền để tạo sự lãng mạn hả? Con người anh cũng khôn ngoan quá đó. Không phải cô rất thích sao? Trời ơi,
Lúc đó tôi vì muốn phối hợp với anh, mỗi tối trước ngày hôm đó sẽ phối sẵn đồ. Nhiều khi còn lợi dụng thời gian nghỉ trưa đi làm tóc, còn phải chừa ra nửa tiếng để dặm lại lớp trang điểm. Hơn chi mà hôm nay cô... Có gì chứ? Giống bánh burger này vậy. Tuy là không đóng gói cao cấp như là nhà hàng sang trọng, không có nấm cục đen, không có gan ngỗng, nhưng được giữ nguyên mùi vị thật. Còn được mua đem về không cần cầu kỳ lễ nghĩa bàn ăn, còn được cắn từng miếng to thiệt đã. Nè, nói nhỏ một bí mật cho anh nghe. Mary lại có thai rồi. Nhưng mà nếu nói bí mật thì không phải là nói nhỏ nhẹ, mà là nói khe khẽ mới phải. Lại chọc tôi. Nói nhỏ nhẹ với khe khẽ cũng vậy thôi. Giống như hồi xưa anh dạy tôi, lên thuyền nè, xuống thuyền nè, nhìn quen mặt, nhìn mặt quen cũng giống vậy thôi. Dĩ nhiên là khác nhau rồi. Chuyên gia, cho hỏi là có gì không giống nhau? Nè, tôi nói là nói nhỏ nhẹ và nói khe khẽ đều miêu tả cho việc nói nhỏ, nói chuyện một cách thần bí. Nhưng mà nói nhỏ nhẹ thì chỉ có nói, còn nói khe khẽ là nói xong còn khẽ, vừa nói vừa khẽ, có phải ồn ào hơn không? Vậy cũng được sao? Thái Lan, Mạnh tộc Bắc Bích Phụ. Nè, tôi khát quá, tôi vào uống ly nước nha. Ờ, được. Tuyệt lắm, ngon quá. Ngon chứ gì, ly trà trái bầu nâu này á, do chúng tôi tự chế biến đó. Trời chú, chú nói tiếng Quảng Đông giỏi quá vậy. Tôi là tộc trưởng ở đây. Bộ tộc của chúng tôi có rất nhiều thanh niên xuống núi lao động làm ăn. Dưới đó có nhiều người Quảng Đông lắm. Được nghe nhiều, được nói nhiều, tự nhiên sẽ biết nói tiếng Quảng Đông vậy thôi. Tộc trưởng à? Ừ. Bộ tộc chú có nhiều người biết tiếng Quảng Đông vậy, có khi nào cũng có người đến Hồng Kông sinh sống không? Hồng Kông hả? Ngày xưa thì có, bây giờ thì hết rồi. Tộc trưởng, chú nhìn xem, chú có quen biết cô gái trong ảnh này không? Là Lễ. Thật ra con muốn điều tra cái gì? Tộc trưởng đó biết không được nhiều cho lắm, nói cũng không rõ ràng. Chúng ta đến thị trấn nhỏ này chắc sẽ tìm hiểu được nhiều hơn. Sẵn chúng ta đi dạo cũng tốt mà. Thì ra tên thật của Du Lệ là Hạ Du Lệ. Lai lịch của cô ta không hề đơn giản. Trực giác của tôi cảm thấy cô ta có chút vấn đề. Tôi đã hỏi tộc trưởng xin địa chỉ nhà bạn trai cô ta. Ủa, ở đây không có cái gì hết. Trống vơ trống quách hả? Lucia, cô đi phía bên trái hỏi từng căn nhà giùm đi. Joe, anh đi bên phải, còn tôi lên phía trước kia hỏi. Trước khi trời tối chúng ta quay trở lại đây tập hợp nha. Nhưng tộc trưởng cũng nói Hạ Du Lệ rời khỏi Hồng Kông đã nhiều năm, căn nhà cũng không còn gì, chắc không hỏi được gì đâu. Nhưng cô không thấy qua lá cây cỏ trước nhà mọc tươi tốt lắm sao? Tức là có người tới đây tưới cây, dọn dẹp thường xuyên. Nói không chừng là căn nhà đó bán rồi. Đồ đạc của Hạ Du Lệ và bạn trai cô ta cũng mất hết rồi. Các cô cậu tìm Lệ có chuyện gì vậy? Xin chào, xin hỏi có phải cô quen biết Lệ không? Ừ.
trước đi. Dạ được, cảm ơn. Cho hỏi xưng hô cô thế nào? Tôi tên là Tống Thị Tuyết. Mọi người đều gọi tôi là dì Tuyết. Dì Tuyết. Dì Tuyết. Dạ chào dì Tuyết. À, tôi là Anna. Đây là Lucia. Đây là Joe. Dì Tuyết à, cho hỏi có phải dì quen biết Lệ và bạn trai của cô ấy không? Cô muốn tìm nó để làm gì vậy? Anna muốn kiểm chứng một số dữ liệu để chuẩn bị xuất bản sách. Chúng tôi đều đang theo học nhân loại học ở trường đại học, đang nghiên cứu mạnh tộc của Thái Lan. Trước đó chúng tôi có lên núi tìm hiểu phong tục tập quán của mạnh tộc, nên biết được bạn trai của Lệ là người mạnh tộc. Vì vậy muốn tìm anh ấy để làm bài nghiên cứu, để hiểu bộ tộc nhiều hơn. Cô cậu học trường đại học nào vậy? Trường đại học của chúng tôi là... Đại học Bắc Bích Thái Lan. Đây là trường đại học tốt đó. Tôi rất muốn giúp mọi người, nhưng mà đáng tiếc. Đáng tiếc gì chứ? Vào khoảng 7-8 năm trước, có một người Hồng Kông tới Thái Lan mở công ty. Hắn dụ dỗ chúng tôi đầu tư, kết quả là hắn gạt hết tiền của chúng tôi. Sau đó, giúp tôi tìm vài thanh niên mạnh tộc thay mặt chúng tôi bay đi Hồng Kông, giúp chúng tôi tìm ra hắn ta đòi lại tiền. Bạn trai của Lệ là A Đạt, là một trong số đó. Không những không lấy lại được món tiền, A Đạt thật là vô cùng xui xẻo, bị đội phi hổ nổ súng, giết chết ngay tại chỗ. Cuối cùng còn không vận chuyển xác về đây được nữa. Dì Tuyết à, A Đạt mà dì nói họ tên đầy đủ có phải là Tống Đạt không? Đại đa số người của mạnh tộc chúng tôi đều họ Tống hết. A Đạt rất tốt bụng. Lệ thì đến từ phố Người Hoa ở Bangkok. Sau khi biết được A Đạt, hai người có em bé. Họ dự định sau khi em bé chào đời thì sẽ làm đám cưới. Thật là không may, hai người cùng nhau đi Hồng Kông. Cuối cùng chỉ có một mình Lệ quay về thôi. Lần sau em lại đến giếng anh. Vậy sau này Lệ như thế nào? Lệ không giữ được đứa con trong bụng của A Đạt. Bà ngoại của A Đạt nghe tin Đạt chết, không chịu được sự đả kích, sau đó cũng tự tử chết luôn. Lệ không muốn nhìn thấy lại đau lòng, cho nên mới rời khỏi nơi đau thương này. Vì có biết là sau đó Lệ đã đi đâu không? Trước khi nó rời đi, không có nói là sẽ đi đâu hết, cũng không có ai có tin của nó. À, cho tới 2 năm trước, Lệ và chồng của nó có quay về đây thăm chúng tôi. Chồng của nó đó là người Hồng Kông. Hai người họ ăn mặc sáng sủa, xem ra Lệ đã lấy được người chồng tốt. Lệ kêu tôi tập hợp tất cả những người năm xưa từng bị gạt tiền, nói để giúp họ lấy lại được món tiền, còn trả cả vốn lẫn lời cho tất cả mọi người nữa. Kẻ đó gạt tiền giúp tôi lâu như vậy, sao đột nhiên lại trả tiền chứ? Tuy là Lệ không chịu thừa nhận, nhưng mà tôi biết số tiền đó nhất định do hai vợ chồng tự bỏ tiền túi ra. Sau khi họ trả tiền cho người dân, hai vợ chồng còn ở lại nhà trọ của tôi một thời gian. Tuy chồng của nó nhìn thì có vẻ đẹp trai, nhưng mà con người cậu ấy rất lạ. Suốt ngày cắm đầu vào máy tính bảng lên mạng, không chịu rời tay. Còn Lệ thì cứ như búp bê sinh đôi vậy, dính chặt lấy cậu ta. Chồng của nó còn chơi wifi ở nhà trọ chậm, nên có hỏi mượn máy tính của tôi, nói là cho nó lên mạng trực tuyến còn hay hơn gì đó. Họ ở lại nhà trọ của tôi khoảng mười mấy ngày mới về lận. Trước khi họ rời đi, Lệ còn cho tôi thêm một món tiền. Tôi vốn không có muốn nhận đâu, nhưng mà Lệ nói muốn cảm ơn tôi năm xưa giúp A Đạt chăm sóc bà ngoại của A Đạt, cứ phải đưa tiền cho tôi. Lệ mất đi A Đạt và đứa con, nó cũng coi như tìm được người chồng tốt. Tôi thấy chồng nó thương nó như vậy, gia cảnh lại không tồi, thời kỳ cực khổ của Lệ cũng đã qua rồi. Còn tôi nhận được món tiền lớn của nó, cũng phải làm chút gì cho nó mới được, nên mới định kỳ tới nhà nó tưới cây và dọn dẹp nhà cửa đó. Dì Tuyết à, bộ máy tính mà trước đó chồng của Lệ từng sử dụng, dì còn giữ không? Lệ cho tôi nhiều tiền như vậy, dì muốn tôi nghỉ hưu và ăn hưởng tuổi già. Tôi thấy khu này cũng không có nhiều khách, cho nên quyết định nghỉ không làm nhà trọ. Chỗ này lâu rồi không có ai ở nữa, còn đồ đạc thì tôi đã dọn đi hết rồi. À, bộ máy tính và một số đồ gia dụng tôi cất ở trong phòng kho nè. Nếu cô cậu không thấy ngại, có thể vào đó tìm thử xem. Ở đây nè. Cũ như vậy có bị hỏng không đó? Dù thế nào, thử trước đi đã. Yes!
Làm xong rồi, có thể bắt đầu được rồi. Chà, nhanh vậy, anh có rửa sạch không hả? Đừng có để một lát nữa bắt em rửa lại, phí thêm công sức đấy nha. Sạch tới nỗi em soi gương cũng còn được nữa đó. Nè, trước đó anh không có thời gian cùng em đi ra rạp chiếu phim để xem phim. Cho nên hôm nay, hai người chúng ta ở nhà, bao sân. Ý, còn thiếu một thứ nữa. Trời ơi, lại còn set đồ ăn nữa đó hả? Đã nói là bao sân rồi mà, tất nhiên phải có set đồ ăn rồi. Em mệt rồi, còn có mấy massage thịt người. Thoải mái lắm đúng không? Nói, tại sao vừa rửa chén, vừa làm đủ thứ trò? Nếu không thì làm sao là một người chồng đa năng chứ? Nào, phiên bản tắt điện thoại đi nào. Anh à, rồi, coi phim. Anna gọi cho anh mà sao anh không bắt máy? Vụ án điều tra xong rồi, gọi tới cũng không có chuyện gì quan trọng, chút nữa mới trả lời sao? Xem sao có chuyện quan trọng thật đó, hay là anh bắt máy trước đi, coi trễ vài phút cũng được mà. Được thôi. Alo. Có phải là thật không? Được rồi, tôi biết rồi. Có chuyện gì vậy? Anh đã nói hung thủ vụ sát khẩu không phải là Ngụy Đông Hải. Cô ấy tìm được manh mối mới ở bên Thái Lan.迷惑过，迷题会逐条道破，亦习开始了，没法可以停止我。没困阻，思想飞进天际，再激荡，为了想清楚。沉真相再何？沿路过，围墙会突然撞破，从前那套路被我解锁。 逆转的，连长推敲与错摸，将尽头。